Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Hưng Yên ghi nhận nhiều trường hợp F1 là các em học sinh. Khắc phục khó khăn, các em vừa chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong khu cách ly, vừa tham gia đầy đủ các tiết học online với các bạn. Hãy vững tâm, vững tin, bình tĩnh. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với thầy trò mình và cả đất nước. Thay vì khóc lóc sợ sệt, thay vì nhớ nhà, hãy mở sách ra đọc, mở bài tập ra làm. Đừng để thời gian trôi đi một cách vô ích. Lời nhắn nhủ của thầy giáo Lê Văn Bảy, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Châu, gửi những học trò phải thực hiện cách ly tập trung. Mang theo sự quan tâm của gia đình và nhà trường, 3 giáo viên và 38 học sinh lớp 7A bắt đầu hành trình cách ly y tế. Trường ngày đầu tiên nghỉ học, điều lệnh sinh hoạt, việc học trực tuyến của các em diễn ra như bình thường. Một lớp học đặc biệt được tổ chức ngay trong khu cách ly. Ngoài những cái thời gian học theo khóa báo biểu của nhà trường thì em có cái tinh thần tự học, tự nghiên cứu bài và làm bài tập khi thầy cô giao. Ban giám hiệu nhà trường, các thầy các cô ở ngoài khu vực cách ly thường xuyên động viên, an ủi các em thông qua hệ thống như là Zalo. Chúng tôi cũng tiếp nhận những tài trợ và trực tiếp, tức là đến vùng cách ly để chuyển quà cho các em và các thầy các cô. Sau khi một học sinh lớp 10A6 có kết quả dương tính với COVID-19, 53 giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Siêu được cách ly y tế theo quy định. Ngày 14 tháng 5, việc học trực tuyến của các em được thực hiện theo đúng kế hoạch. Vượt qua nỗi nhớ nhà, tâm trạng lo lắng về dịch bệnh, những khó khăn về cơ sở vật chất, cả thầy và trò đều nỗ lực để không bỏ qua bất cứ bài học nào. Ngày đầu vào thì cũng nhớ nhà, nhưng mà cũng may là có cô giáo ở đây nên là bọn em cũng đỡ hơn ạ. Được sự quan tâm của các thầy cô trong nhà trường thì ở đây bọn em vẫn ổn định và vẫn thực hiện kế hoạch của nhà trường và tuân thủ đúng nội quy cách ly để phòng chống dịch bệnh. Việc học của em thì nhà trường và các thầy cô vẫn đang rất là tạo điều kiện cho bọn em nên là việc học của bọn em vẫn diễn ra bình thường. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, hiện nay các em học sinh trong khu cách ly tập trung đang không ngừng nỗ lực hoàn thành năm học 2020-2021, đảm bảo tạm dừng đến trường, không dừng việc học.